Ôi cá thôn, cá đối quá trời lớn kìa. Trời ơi. Cá ngát bự lắm. Con này tầm trên ký chứ chứ. Đầu ơi cá sơ. Cá cái này. Cá này chú thấy cá sơ chú sợ luôn. Chào cả nhà đã quay lại kênh Hiếu Hiền Vlog nè. Cả nhà ơi, lúc sáng mình có chạy ngang cái cầu nè. Mình thấy chú có đăng một dòng đăng. Nên mình xin chú muốn quay nhờ. Quay để coi chú đăng được những gì, bắt được những gì. Thì cả nhà cũng theo dõi hết clip nè. Để xem anh em mình quay được chú bắt được những gì trong ngày hôm nay. Nhà đăng rất lớn luôn. Thì cả nhà cũng đón xem nha. Cái này là do nước còn lớn đó cả nhà, nước còn lớn nên chú cứ kéo đến khúc nào nước còn nhiều thì mình sẽ ngừng lại một chút để cho nước nó càng cạn, chú thì sẽ kéo tiếp nữa. Giờ nó chưa cạn đâu, để cho nó cạn nó mới được. Có đăng này thì vô cá lớn không chú? Vô cá dẻm qua ngon dữ. Đăng này khá dài, nó dài tới 200 mét lận cả nhà. Giờ mình đi tới chỗ nào thì mình vớt đăng lên chỗ đó. Với cái khúc ba rằng đây nè cả nhà, thì hiện tại nước vẫn còn nên là mình làm từ từ tới để cho nước rút lại. Dồn cho nó lại gốc. Dồn lại chỗ. Còn bây giờ thì gom dồn lại gốc còn nước kia. Cá chẽm. Xe lưới ra ngoài hay vậy? Xe lưới rồi. Xe lưới ra hay vậy? Chưa đâu. Chưa, vẫn còn cái trong đăng. Đây cá đối cả nhà. Đó. Có cá con sệ rồi. Ừ, cá con sệ. À. Rồi đẳng cam sao to. Sao nó mất luôn, không thấy nó đưa lượng lên ta. Hả? Có lẽ nó phải đưa lượng lưng lên mình thấy à. Này không đưa lượng lưng lên. Ông ta ở đẳng á con. Không phải cá chẽm, cá ngát ngát cái nào khúc đẳng nó lại đẳng này hả chú? Tí luôn
Rồi ngon dữ à. Cá ngát ngon 1 kg. Nó tung lưới mà tưởng là cá chẽm nhưng mà không phải cá chẽm. Nó lên trên lưới này, nó đụng lưới á. Cá chẽm nó tung chỗ đó chắc nó xé lưới. Đang đôi bển một bên giữa con cá chẽm 5 kg. Quá trời ngon vậy, cá chẽm 5 kg. Trời ơi, có con cá đó cá gì ta? Cá mang rổ hả? Trời ơi cá. Trời ơi, nhìn xuống thấy sợ luôn. Nó coi 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 chừng thấy con cá bông bông anh đâm đau lắm. Cái nâu. Nó đâm một cái nhức lắm. Dạ. Cá sơ này về mình làm gì ta? Chúng nó bỏ cho làm gì? Bỏ hả? À. Lát ta cho con đi con về con phơi khô. Chiên giòn ngon lắm, chiên giòn chấm mắm me. Cá bỏ uổng nè. Ủa cá này nó ăn sao mà bỏ chú? Con thấy nó cũng ấy mà cô sao mà bỏ nó uổng nè. Trời ơi. Chứ đâu có phơi khô rồi nó để giang vậy chứ. Phơi khô giang nè. Cá này mấy con cá sơ này là chú bỏ hết. Đây là con ngát nó giòn về góc kia. Giờ mình về đây mình làm kéo đăng lại đi, dòm tới đó rồi tính. Chú chắc chú đằng đó chú kéo lại quá. Giờ ở đây mình kéo đăng, đằng đây mình kéo lại. Đục bực hỏng lên luôn. Đây mình bắt được con cá liềm kiềm. Cá này nướng là ngon, nó viên cá ngựa nướng là ngon cực kỳ luôn. Cá này chắc xương nhiều. Liềm kiềm còn nhỏ. Đang tôm càng quán chợ nó không có con. Thuốc cho người thuốc tôm rồi là thua rồi. Trời ơi. Cá một lát nữa tụi mình lại mà lỡ đằng kia cá sơn còn một dỗ. Đây cá đối, tôm bò, cắm sệ. Quá trời luôn. Bên đây cũng có luôn, cũng cá đối, tôm bò, cắm sệ. Yeah.
xíu nữa chúng ta chạy rồi. Có nào dính cá ngát rồi đồ 3-4 kg không chú? Có chứ. Đăng này ngày đăng này đã có cái bụi thường xuyên. Đó giờ là không có. Chưa chú chưa chưa có. Có nước cá trẻ mà 3-4 kg, 4-5 kg có. Dạ. Khúc này là có cá to rồi. Trời ơi, cá nó nhảy. Cá nâu. Cá nâu quá trời luôn. Cá nâu. Giờ thì mình chờ chắc khoảng tầm, chú nói thì tầm khoảng 5 phút nữa thôi. Nếu chỗ này mình sẽ rút xuống luôn. Rút xuống thì chú sẽ xúc này kia lại đây, gom lại một góc này. Gom lại góc này. Cá sơn rất là nhiều luôn. Đấy thì thấy chỉ có con cá ngát, chú nói là con cá ngát, cá ký. Thấy cá bự. Đây, lý do là mấy bữa trước á, đi bữa trước có một số người ta nuôi tôm này chỉ đăng cái đất này, nuôi tôm cá nó cũng nghe cái mùi hôi của thú nó đi hết rồi. À, chú bị thất thế, nhằm ngày thì chú đăng được 500-700 ngàn, nhưng nay chắc thì thua luôn rồi, chú nói bữa nay chắc thua rồi, 100-200 ngàn không biết có không nữa. Không có cá ngát trên ký đó là ngon rồi. Không thấy đang cực khổ nhưng mà vậy là thất bại quá. Trời cá sơn. Ngon ngon. Ngon. Ngon ra. Cá này thì chú bỏ. Mình thì xin về mình phơi khô. Phơi khô cái này nha. Hôm nay phục kia ra. À, nó đi hồng. Ở đầu kia thì chú đang gom lên. Con cá này ở chỗ mình gọi là cá mặt quỷ này đó nha. Nó đỏ ghê. Con cá này thì đụng vô chỗ nào cũng toàn là gai. Trên cơ thể nó, khắp cơ thể nó toàn là gai thôi. Còn đây là những cá nâu. Cá này thì nếu mà da chạm nhẹ vào tay mình thôi thì cảm giác là phê lân lân khó tưởng luôn. Cá đói. Cá đâu chạy lên kỳ. Để đi, đợi một chút. Thì chú và mình đang gom từ đầu đó là sẽ lợi hướng này. Đây, trời ơi, cá đã. Bự lắm hả? Thì phải nói đó. Để gom lại đây. Cứ khi nào nó sẽ vô một cặp không chú? Nhưng khi nó không cặp á, không cặp luôn á. Trời ơi, cá sơn hết biết rồi. Cá sơn thì hết đường nối luôn. Nguyện tới khúc tới khúc này là hào hứng lắm nè. Đó, có các con có thấy có đối to nữa. Ừ, cá ngát quá lớn. Ừ, cá ngát quá lớn. Ôi, ừ, cá đối quá lớn kìa. Trời. Ồ, cá ngát bự lắm. Con này tầm trên ký chứ chứ. Trời ơi, cá sơn. Cá sơn cái này. Cá này chú thấy cá sơn chú sợ luôn. Chú đóng này cá sơn thì chú không có thích. Cá vào là bỏ. Ồ, cá nó chạy. Cá nó lồng hồ cá sơn. Không thể nào diễn tả nổi, rất nhiều rồi. Có cá phi. Con cái ngát mà không vô đựng cặp tơi. Vô làm đùng 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 trong lưới. Này thì khúc này là xíu sẽ gom lại tới khúc này là sẽ hết này, cá đó nhảy lên trên mé thôi. Từ từ chú ơi, từ từ. Đây rất nhiều luôn rồi.
Dồn góc này quá trời rồi. Dồn dậu chỗ này, dậu mà không có rách nên sao không được. Trời ơi. Vô rồi. Cá lự luôn. Cá chỗ này thì hôi luôn. Quá hết rồi. Quá thiệt chứ. Còn lên luôn. Không dễ đâu chứ. Còn lên luôn. Một bao này cả. Cả chục ký luôn á. Cá sơn chứ cái này còn cả 5 ký. Nghề đăng này rất là cực luôn. Mà chỉ gì mà xúc một chút sơ sức à. Đang lộn trúng chỗ người ta thả thuốc tôm gãi kèo bị thất thu luôn, thu nặng nề. Coi chừng con cá ngát đó, coi chừng cá ngát á, cá ngát cá nâu rồi đừng nung. Vâng, cá ngát ở trước rồi vô. Cái đó nhảy, cái đó nhảy. Ấy trời ơi, một con bay dưới vậy. Ừ, không? Nhỏ à. Trời, con cá đó quá trời to. Đổ ra cái nào. Một sọt luôn. Đó, cá đó cái gì? Sọt luôn. Cái gì? Cá gì nè? Cá bông cát. Bông cát. Cá quá trời. Cá sơn. Bắt về mình nuôi chút. Nuôi hào đâu, nuôi đâu có hào. Cá nâu con không? Ở nhiều lắm. Phải có cái bịch mình xin chú về ao nuôi ha. Ừ. Ao nuôi. Đồ ở đây bên nhà chết ha. Con nhà kế bên à? Đồ ở đâu lận? Dạ đây chạy nhà con chừng 2 phút 3 phút. Sát bên. Ở đâu? F4 hả? Dạ F4 nè. Nhà F4. Ngay cầu luôn á. Gặp có xe đây chạy ụt về cái đổ xuống. Trời ơi, này chú lựa ra hàng sao? Thì về phải đủ lựa tôm, mà tôm da tôm, còn cá sơn thì bỏ. Dạ ơi, cá sơn bỏ. Chú đem về nhà chú có mấy lựa. Chứ giờ ở đây chợ ở đây thì lựa không nổi, cực quá. Còn cái đâu thủng không? Lấy cái sọt rồi quay cái ngát cho cả nhà xem đi. Múc cái tụng lên. Cái ra chừng lấy. Cái con két đi. Cái chừng cái gai đó. Cẩn thận. Nè. Này ngát quá ha. Đầu cà bá. Đâu. Này cá ngát mình hơi ngát quá. Cá này suông mà. Cá này mập dữ nữa chứ. Mập quá. Cá mập. Này trên ký hơn. Hơn ký. Còn cá nó dài nó to. Cá to đùng con. Đang dạo giữa cá nâu nhỏ là chú thả lên luôn, để mốt lớn bắt lận. Mốt lớn đi lên bầy bắt lại lần. Nhà chú ở đâu rồi? Đây nè, dưới đây thì ngay cái ngã tư này, cái chạy thẳng qua cái cây cầu bên bển đó, vào cái cốt cầu chạm xã. Cái, vậy là cái nhà chú vô cầu Mương Dừa hả? Ờ đó đó. Ngay cầu Mương Dừa đó hả? Con thấy mấy chiếc ghe đậu ở ngay trên cầu như vậy. Rồi con biết rồi, con biết trong đó rồi. Vậy lát nữa con chạy nhà chú. Thì đó ai nhất con. Bây giờ thì chú chuẩn bị gom đăng lên. Gom đăng lên xong anh em phụ chú đẩy cái ghe theo thôi. Gom lên thì chú sẽ về chú sẽ đi chỗ khác, chú nhận đăng tiếp. Nhận đăng thì ngày mai cái đầu tiếp tục chú sẽ đi thăm đăng nữa. Có gì
cả nhà còn đón theo những clip tiếp theo của anh em mình. Rồi, kết thúc chương trình. Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết. Rồi, nói chung là chú cũng gom đăng xong rồi cả nhà ơi. Thì nói chung thì anh em mình cũng xin dừng clip tại đây nha. Cả nhà có yêu thích kênh thì cả nhà ủng hộ cho kênh Hiếu Hiền Vlog. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà vào những clip tiếp theo. Bye bye cả nhà.